đây là kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Philip Chusie gây bất ngờ khi công bố danh sách rút gọn của đội tuyển Việt Nam tham gia 3 trận đấu giao hữu sắp tới gặp đội tuyển Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc ngay trong cuộc họp báo trước ngày khởi hành. Tên các cầu thủ được lần lượt công bố giống như phong cách của các đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới như Brazil, Tây Ban Nha hay Pháp. Trước đó, các bản danh sách đội tuyển Việt Nam thường được công bố chính thức qua các thông báo trên trang chủ của VFF. So với danh sách sơ bộ 33 cầu thủ, 6 người phải nói lời chia tay trong đợt tập trung này của đội tuyển Việt Nam, bao gồm Đoàn Văn Hậu, Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phú, Lương Duy Cương, Hồ Tuấn Tài. Ngoài ra, huấn luyện viên Chu Xie cũng bổ sung thêm hậu vệ võ Minh Trọng. Ba trận đấu chất lượng trong dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023 nói trên cũng là bước chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi chính thức gia nhập cuộc đua tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, khởi tranh bắt đầu từ tháng 11 tới. Hôm nay ngày 7 tháng 10, đội tuyển Futsal Việt Nam ra quân tại vòng loại Futsal châu Á 2024 gặp chủ nhà Mông Cổ. Thầy trò huấn luyện viên Justori Zaun đã giành chiến thắng đậm 6-1 trước đối thủ dưới cơ. Nguyễn Thịnh Phát lập cú đúp ở trận này. Các bàn thắng còn lại của đội tuyển Phúc San Việt Nam được ghi do công của Nguyễn Minh Chí, Nhan Gia Hưng, Ngô Ngọc Sơn và Phạm Đức Hòa. Sau khởi đầu thắng lợi trước Mông Cổ, đội tuyển Phúc San Việt Nam sẽ gặp Nepal vào ngày 9 tháng 10 và gặp Hàn Quốc vào ngày 11 tháng 10. Hà Nội FC chính thức thông báo chia tay huấn luyện viên Bozida Bandovic vì kết quả thi đấu thất vọng ở AFC Champions League 2023-2024. Trong hai trận đầu tiên ở AFC Champions League mùa này, Hà Nội FC đã thua Pohang Steller 24 trên sân vận động Mỹ Đình và thua 0 06 khi tới làm khách tại Nhật Bản. Quan trọng hơn, huấn luyện viên Bandovic bị chỉ trích vì chiến thuật và cách sử dụng cầu thủ bất hợp lý. Hà Nội FC cho biết trợ lý Lê Đức Tuấn sẽ tạm quyền thay ông Bandovic chỉ đạo đội bóng trong thời gian tìm kiếm vị thuyền trưởng mới. Sáng nay ngày 7 tháng 10, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung ba nữ tại ASEAN 19 gặp đối thủ Thái Lan. Các học trò của huấn luyện viên Trần Thị Vui đã không thể gây bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Trong cả hai set đấu, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam cũng chỉ có thể duy trì thế trận răng co với đối phương trong nửa đầu set trước khi bị đối phương bỏ xa và thua cuộc với tỷ số 15-21, 12-21, qua đó nhận tấm huy chương bạc nội dung ba nữ trong chiều nay đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam thua Thái Lan ở trận tranh huy chương đồng vào trận với tâm lý thoải mái khi đã hoàn thành chỉ tiêu đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam có những thời điểm đầu gây khó khăn cho đối thủ tuy vậy đội bạn với đẳng cấp cao hơn bản lĩnh hơn đã vượt lên đúng thời điểm để giành chiến thắng sát nút trong cả ba set đấu dù không thể giành huy chương nhưng việc vào tới bán kết vẫn là kết quả tốt nhất trong lịch sử của bóng truyền nữ Việt Nam tại các kỳ Á vận hội Cuối giờ chiều, đoàn thể thao Việt Nam đón thêm một tấm huy chương khi lại Lý Huynh giành huy chương đồng, nội dung cá nhân nam môn cờ tướng. Ở môn karate, đoàn thể thao Việt Nam có thêm một huy chương đồng của Đỗ Thanh Nhân ở hạng dưới 84kg nam. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.